Trong ngày vía thần tài, mùng 10 tháng Giêng, ghi nhận tại các cửa hàng bán vàng bạc trên địa bàn thành phố, lượng khách đến mua vàng tấp nập do tâm lý mua vàng ngày vía, cầu mong may mắn. Nhiều cửa hàng chật kín người, khách hàng phải ngồi chờ để đợi tới lượt. Càng về trưa, lượng người đổ về các cửa hàng bán vàng càng đông. Năm nào cũng mua hai chỉ cúng thần tài. Nói chung là thấy năm nào mình cúng vậy mình thấy cũng có may mắn, mình cứ giữ cái quan niệm như vậy. Năm nay mới mua có một chiếc nhẫn à. Thì tại vì có một anh sếp á, là năm nào hầu như anh cũng làm như vậy đó, mà thấy công việc của anh làm rất là suôn sẻ, cho nên hôm nay anh rủ đi á, rồi mình đi mua một chỉ lấy thêm thôi. Không, mọi năm thì nhiều hơn. Năm nay làm anh khó khăn nên là ít hơn. Năm nào cũng đi nhưng mà năm là mua được vàng miếng á, mà năm nay đi trễ hết rồi nên là mua nhẫn thôi. Nói chung là ngày này là ngày ông địa thần tài, là mình cũng có theo phong tục là lấy vía là may mắn đầu năm á, là mình cũng theo như vậy. Ít hơn mọi năm, mọi năm thì đông lắm, chen chúc rồi từ sáng sớm đến giờ là nói chung là cũng bình thường. Năm nào mùng 10 là con đi mua à? Mua cũng mấy chị, năm mua mấy chị à? Thì con mua có thấy thì được, cái con thích rồi con mua. Thì con không biết, còn cô thì con thấy giá là bình thường. Vì trong Tết cô mua cũng giá đó, mà ra Tết cô mua cũng giá đó. Mấy năm là đông hơn á, mấy năm là đông nghẹt luôn á. Bây giờ là nó giá hơn. Cứ cô cứ để cuối năm mà tới ngày năm ngày mùng 10 là cô đi mua. Năm nào cô mua là ngày mùng 10. Mua nào giờ quen rồi. Năm nay, ngoài sản phẩm truyền thống như nhẫn tròn trơn, vàng miếng, đồng vàng và tượng vàng in hình mèo cũng được nhiều người dân chọn mua. Để kịp phục vụ khách hàng mua sắm vàng trong ngày vía, nhiều tiệm vàng cho biết sẽ mở cửa sớm và tăng cường nhân viên tư vấn để hỗ trợ. Ước tính lượng khách sẽ còn tăng cao trong mùng 10.